giao thông hào nối với nhau bằng những cây cầu dừa nha các bạn. À, cầu này thì bằng bê tông cốt thép. Nhìn sơ qua thì các bạn nghĩ đây là một cây cầu dừa nhưng mà đã được phục chế lại với hình dạng là bê tông cốt thép. Thì khu vực này vẫn giữ nguyên được hiện trường dừa. Ở xứ mỏ cày Nam, mỏ cày Bắc thì có rất là nhiều dừa. Và đó là loại cây đặc sản của tỉnh Bến Tre. Khu vực này hiện tại thì cũng cách xa khu dân cư. Ngoài dừa thì còn có một đặc sản khác là dừa nước. Thì khu căn cứ ủy này nằm trong những cái rặng dừa nước như thế này. Còn một quả bơm nha các bạn. Để mình quay cận cảnh quả bơm cho các bạn xem. Quả bơm MK81, quả bơm của địch đã thả xuống khu căn cứ. Bên đó cũng có một căn hầm và cũng hình dạng tương tự. Để mình quay xung quanh căn hầm cho các bạn xem. Căn hầm có diện tích khá lớn nha các bạn. Có diện tích như thế này có thể trú ẩn khoảng 50 người. Một căn hầm khác. Hầm này là nơi họp của lãnh đạo Y4. Kích thước căn hầm 7m x 5m, cao 1,8m. Những căn hầm kiên cố như thế này là nơi là chứa các chiến sĩ. Với những căn hầm như thế này thì có thể chịu được bom đạn nha các bạn. Kiên cố và chắc chắn. Đây là một loại cây đặc trưng của miền Tây. Cây này thì khi các bạn làm đám cưới các bạn sử dụng. Đúng đỉnh nha các bạn. Mình tiếp tục khám phá một căn hầm khác. Về hình thức thì cũng tương tự như các căn hầm kia. Hầm ở đây được xây như thế này gọi là hầm nổi, bởi vì ở đây địa hình tương đối thấp. Xây hầm chìm thì có thể ngập nước. Thì hầm này hầm nổi, nơi ở và làm việc của đồng chí Trần Bạch Đằng,